Chào mọi người, chào các anh chị em võ sĩ nha. Hôm bữa mình làm cái video mà chia sẻ về cái cách để tháo cái loa Bose 301 ra đó. Thì có một số anh chị em gửi email nhờ mình làm một cái video cho nguyên cả dàn luôn để thử nghe âm thanh nó như thế nào và âm thanh có hay hay không. Thì sẵn hôm nay mình làm cái video chia sẻ cho các anh chị em đã biết. Thì đối với mình thì cái dàn như này thì nghe phải nói là hết sảy. Mà nghe không như vậy thì cũng chưa có đủ, thành ra là mình nghe như vậy thì mình cũng gắn thêm một cái cục equalizer nữa, tức là cục lọc âm thanh đó, là nghe nó mới mới tuyệt chiêu. Thì thường thì mình hay nghe nhạc mà nhậu thì mình nghe cái dàn âm thanh này phải nói là nhậu tới xỉn quốc cần câu. Thì các anh chị em đã biết là nó hay cỡ nào rồi đó. Tuy nhỏ như vậy thôi nhưng mà rất là độc đáo. Thì nguyên một bộ của nó có hai cái loa nhỏ đi kèm như vậy ha. Rồi một cái cục subwoofer, cục làm ra tiếng bass đó, subwoofer. Còn ở đây là cái cục receiver. Đại khái là nó giống như là một cục amplifier luôn. Rồi nó có radio, rồi nó có hát đầu DVD ha, nó hát DVD rồi nó hát CD. Và đồng thời nó cho mình input, tức là mình câu những cái hệ thống khác, ví dụ như là điện thoại hoặc là computer đồ cái gì đó. Hoặc là từ TV câu vô trong đây luôn, tức là mình lấy cái input của cái signal nào đó ở ngoài đó có câu vô mà sao, thì nó dạng giống như âm ly gì đó, xài rất là tiện. Nó có thêm cái remote control nữa nhưng mà mình cái remote control hôm bữa mình đi đạp bể rồi chưa có mua cái mới, thành ra cái này mình cũng có xài bằng tay được. Thì nó có nút để mình bấm ra bấm vô cho dĩ thì ra thì vô, hoặc là mình chuyển qua từng cái function input đó, rồi volume thì khá gì đầy đủ hết. Bây giờ mình sẽ quay ngoài sau tổng quát cho các anh chị em xem trước khi mình mở thử mấy bài nhạc ngắn ha, nghe cho vui ha. Để 3, 2, 1. Rồi đây nó cũng có nút on off ha, rồi source. Source tức là cái input selection đó, tức là mình tìm cái chỗ cái ngõ vô đó. Volume lên xuống. Rồi enter hoặc là eject. Eject thì mình mở CD ra thôi. Đó, mở học CD ra, xài DVD rồi được ha. Đó. Ở đằng sau của nó thì cấu tạo cũng đơn giản. Mà cái dây này là cái dây rất là đặc biệt ha. Cái hàng mà Bose á, thường thường là nó làm những cái dây toàn là đặc biệt không à. Cho cái loại model nào là nó làm đều khác hết. Để cho người ta không xài chung được. Đó thì ở đây nó có những cái ngõ vô gì ha. Đây cái anten để mình nghe cái đài radio đó. Xong AM, FM. Rồi đây thì nó input là cái auxiliary ha. Rồi cable hay là satellite gì đó. Vô ngõ này. TV. Đó. Video in hoặc out. Mấy cái S video. Đây là cái dây chính của nó nè. Cái dây này đồng thời nó là cũng là vừa cái dây power ha. Dây power, dây nguồn đó, và đồng thời là nó cho ra âm thanh luôn, phát ra loa luôn. Thì nó làm có một sợi đơn giản gì đó, hoặc là có lỗ optical nè. Thì nếu mà các anh chị em nào mà xài, nếu mà muốn gắn với lại thêm cái cục equalizer đó ha, thì lấy cái sợi dây, kiếm sợi dây này xài như gì. Ví dụ mình cho ra cái ngõ, ví dụ iPod hoặc là iPad đó, hoặc là computer ha, mình cắm vô đây. Đó, output ở đây. Còn cái hai cái này nè, mình bỏ cái vàng ra, mình lấy cái đỏ với cái trắng nè. Đỏ với trắng là âm thanh ha, còn vàng là cái video thì mình không cần. Video là hình thôi. Đó, rồi mình cắm input vô đây. Đỏ vô đỏ, trắng vô trắng ha. Đó. Rồi khi mà mình cắm, ví dụ mình xài vô cái ngõ này ha. Cái ngõ auxiliary nè, cable hoặc là cable nè. Đó thì ở ngoài trước mình bấm cái short đó, mình bấm input cho cái ngõ này. Hoặc nếu mình cắm đây thì mình bấm cái này ha. Tùy theo cái ngõ, nên cắm vô cái ngõ tivi thì trước mình cũng bấm tivi nó mới vô. Đó. Mấy cái đời sau này thì nó làm Made in Mexico. Robot thì xưa thì làm ở Mỹ nhưng sau này họ dời những cái công ty qua bên mấy cái nước khác đó, Malaysia hoặc là Mexico rồi Inland rồi rất là nhiều. Đó thì cái mô đồ của nó đây ha.
Rồi còn ngoài sau cái loa này thì nó cái sợi dây đó đó nó chia ra. Sợi dây này nó cắm từ cái subwoofer nó đi ra ha. Thì nó làm rất là đơn giản. Đó, bốn chỗ. Đó, theo cái chiều cong của nó gì nè, bấm vô. Thì đây nó có cái con ốc để cho mình gắn cái loa lên trên hai cái trống á, hai cái chân nhỏ nhỏ đó. Đó, nhưng mà mình làm đây mình muốn cho nó gọn ở trong cái bàn này thôi, thành ra mình tháo ra mình để dưới bàn cho nó gọn. Đó, chứ khi mình nghe rồi thì mình phải như phòng khách đồ này kia đó thì mình nên cắm vô cái hai cái cây đó để cho nó đưa cao lên. Nghe âm thanh nó ấy hơn. Ở cái mặt sau nó thì ở đây cái receiver nó câu từ cái dây này ha, loại này. Cái dây cái đầu vuông ha. Đó, từ receiver này câu qua bên đây. Câu qua bên cục subwoofer. Rồi subwoofer nó có hai cái dây này ra hai cái loa nhỏ nè. Đó, thì cái người xem nè, cái đầu của nó đầu loại vuông ha. Rất là đặc biệt. Nó có loại đầu tròn, đầu vuông, đầu dẹp. Nói chung là nó tùy ha, 5, 7, 9, 11, 13 cái kim ở trong á. Nó nhiều loại lắm. Thì theo cái nào thì mình xài theo cái loại của nó thì mới được, chứ còn không là không có vừa. Đây nó có hai cái ngàm ngắn dài ở đây ha, ngàm ngắn nè, thì mình coi trong này cũng vậy, cắm vô chỗ cái ngàm dài hoặc là cái mũi tên này nằm ở trên. Nhiều người cứ cuối 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 mình cứ lo mình chọt vô hồi là nó gãy luôn cái kim á, nó trong là nó hư luôn á. Rồi mình cắm cho đúng, coi cho đúng cái chiều đó. Còn đầu vô này cũng vậy, nhưng mình coi theo cái gạch ngang ở trên này ha, cái kim dài ở đây, cái ngón nhỏ nè. Đồng thời ở trên thì nó để mũi tên ở dưới không có. Không, ở mũi tên là thấy là để ở trên. Đó. Thì mình cắm vô đây thôi. Còn cái này thì nó xài cái cháu cũng đặc biệt giống như loại AVI của cái audio computer đó, của monitor của computer đó. Không. Đầu này thì nó cho ra loa. Nhưng khi mình vặn vô là mình cũng vặn hai cái ốc đây lại cho nó kềm cho cứng. Không mà nhiều khi nó sụp ra sụp vô là nó hư. Rồi còn nó chỉ có cần một sợi power thôi, sợi dây cấp nguồn thì chỉ có một sợi như bình thường thôi. Đó, rồi từ đây nó có dây nguồn nó câu ở trong này thì cũng vô trong này hết ha. Đó. Rồi mời thế anh chị em nghe thử một đoạn ha, mấy bài nhạc mình cắt tí xíu ra từng khúc tí xíu thôi. Chứ lúc này YouTube nó hay quét ẩu lắm. Nó hay bị bản quyền đồ lung tung đó. Thành ra là mình chỉ mở đoạn tí xíu thôi. Mở 40 ha, volume để 40.